pháp ngoại giao để rút ra khỏi vũng lầy Việt Nam. Từ đây, mở ra một cuộc chạm trán gay cấn diễn ra trên bàn đàm phán và cả trên chiến trường để giành ưu thế quân sự và công luận quốc tế. 4 năm 8 tháng 16 ngày, đàm phán Paris là câu chuyện kỳ lạ về cuộc đối đầu giữa hai nền ngoại giao khác biệt về văn hóa và truyền thống, giữa một siêu cường hùng mạnh nhất thế giới và một quốc gia phương Đông bé nhỏ. Từ nước cờ tuy hai mà một, tuy một mà hai, đến chiến lược phối hợp nhịp nhàng, vừa đánh vừa đàm, cùng với những thắng lợi then chốt trên chiến trường, Việt Nam đã buộc Mỹ phải nhượng bộ, ký kết Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, mở đường cho thắng lợi lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hơn 35 năm sau ngày đất nước thống nhất, Dinh Độc Lập giờ đây được gọi là Hội trường Thống nhất, đã trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Dinh thự xa hoa này từng một thời là trung tâm quyền lực của các đời chánh quyền thực dân, chánh quyền tay sai. Từ truyền thuyết về một phủ đầu rồng ở đầu nguồn Long Mạch đến câu chuyện ly kỳ về một mạng lưới tình báo quân giải phóng gồm toàn những yếu nhân trong chính quyền Sài Gòn. Từ những câu chuyện thâm cung bí sử của gia đình họ Ngô đến những bí mật chính trường thời Nguyễn Văn Thiệu, tất cả đã thêu dệt nên một lịch sử Dinh Độc Lập kỳ lạ và huyền bí. Đã có nhiều cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính của các phe phái khác nhau để tranh giành ngôi vị chủ nhân Dinh Độc Lập. Nhưng ngọn nguồn sâu xa của những cuộc đảo chính này đều thấp thoáng bóng dáng của người Mỹ. Bởi bất cứ một cuộc đảo chính nào cũng không thể thành công trừ khi được Mỹ xúi giục và hậu thuẫn. Mọi bằng chứng lịch sử đều cho thấy chính phủ Mỹ mới thật sự là người điều khiển cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, không phải là chính quyền Sài Gòn. Tháng 6 1969, Richard Nixon thông báo cho Nguyễn Văn Thiệu về chương trình Việt Nam hóa như là một trong những cách thức chuyển giao chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Chương trình này được thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từng bước chuyển giao nhiệm vụ chiến đấu trên bộ cho quân đội Sài Gòn, rút dần quân Mỹ ra khỏi Nam Việt Nam. Giai đoạn 2, chuyển giao nhiệm vụ trên không, trang bị cho quân đội Sài Gòn đủ sức đương đầu với lực lượng quân giải phóng, giữ vững được Nam Việt Nam và Đông Dương trong quỹ đạo của Mỹ. Giai đoạn 3, hoàn tất những mục tiêu của Việt Nam hóa chiến tranh. Quân giải phóng sẽ suy yếu và chiến tranh sẽ kết thúc. Hai miền Việt Nam sẽ trở thành hai quốc gia riêng biệt. Sau 8-72 thì thực tế là đó là cái giai đoạn giằng co ác liệt. Mỹ phải tiến hành cả một chiến lược chiến tranh Việt Nam hóa nữa để giải quyết vấn đề đó, chứ ngoài chuyện ít. Mà chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là một cái chiến lược để giành thắng lợi về quân sự trong cái cuộc chiến đó. Cho nên trong thực tế đàm phán thì họ muốn dùng chiến tranh, muốn dùng bạo lực, muốn dùng quân sự, muốn dùng thực tế chiến trường ở miền Nam thay màu da trên xác chết, làm cho cái cuộc chiến của họ có khả năng để mà giành cái thắng lợi, để có lợi cho họ trong vấn đề kết thúc cuộc chiến bằng đàm phán. Chúng ta muốn là huy động cả ba mặt trận đấu tranh, mặt trận đấu tranh về quân sự, về chính trị và về ngoại giao. Cái đánh đàm của chúng ta là chính là chúng ta muốn là phối hợp cái ba mặt trận đấu tranh để mà tăng cái sức mạnh cho chúng ta. Cái quân sự thì nó làm cơ sở cho cái chính trị ngoại giao, và ngược lại chính trị ngoại giao cũng thúc đẩy động viên cái quân sự. Thì cái đánh đàm của chúng ta là có cái ý nghĩa như vậy. Năm 1968, chấp nhận một cuộc hội đàm non Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ khi chưa có được một thắng lợi quân sự mang tính quyết định. Trên thực tế, ngay từ đầu, Hội nghị Paris đã chẳng có lấy một khả năng nào để thỏa hiệp, vì chiến trường
yếu tố quyết định trên bàn đàm phán chưa có những tiến triển vượt bậc. Chủ động mở mặt trận ngoại giao tại Paris, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã có những tính toán chiến lược khi áp dụng chiến thuật vừa đánh vừa đàm theo truyền thống quân sự Việt Nam. Và cả hai đoàn đàm phán hai miền Nam Bắc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh hỗ trợ cho chiến trường, đặc biệt là vào thời điểm khó khăn của những năm sau Mậu Thân 1968. Và đồng thời, họ đã làm lan tỏa sức mạnh đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta cũng được thông tin ở chiến trường, cũng phải có cái cách, chúng ta cũng có cái điện đàm. Nhưng mà nói thật, chúng ta cũng bị hạn chế. Cho nên có những cái là chúng ta biết là thông qua những cái thông tin, cái hãng thông tin của nước ngoài. Cho nên ở cái cuộc đàm phán đó có một cái cũng rất buồn cười, là có khi chúng ta lại nói rằng là theo AP, theo UP là Mỹ ném bom chúng tôi ở đây, tại vì mình đâu có kịp thời, đâu có kịp thời. Nhưng mà nhờ những cái thông tấn nước ngoài mà chúng ta cũng thu được. Cho nên chúng ta phải tận dụng tất cả những cái thông tin của chúng ta và đồng thời của những cái thông tấn nước ngoài. Đi bước gì để buộc Mỹ rút dần ra khỏi Việt Nam? Phải sao phải làm được như thế? Phải tố cáo Mỹ để Mỹ rút dần ra, phải đánh vào hậu phương của Mỹ, vân 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 vân. Và mặt trận quân sự mình phối hợp với đảng, song trùng phối hợp, ăn ý với ngoại giao để mà đẩy cái phát huy cái mặt trận ngoại giao lên, phát huy thế thắng lên, để đồng chí Lê Đức Thọ, đồng chí Xuân Thủy và bà Nguyễn Thị Bình ở hội nghị có điều kiện tấn công. Với Nixon, Việt Nam hóa và hòa đàm tại Paris là hai trụ cột thực hiện hòa bình trong danh dự. Để gia tăng sức ép trên chiến trường và trên bàn đàm phán, Nixon âm thầm lên kế hoạch mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương. Đầu tiên là một chương trình oanh tạc Campuchia mang mật danh Thực Đơn được thực hiện trong vòng bí mật tuyệt đối. Tiếp đến, hậu thuẫn Lon Nol làm đảo chánh, và cuối cùng là một chiến dịch xâm nhập lãnh thổ Campuchia, càn quét những vùng đất thánh của Việt Cộng ở bên kia biên giới từ tháng 4 đến tháng 6 1970. Nhà Trắng và các tướng lĩnh Mỹ tin rằng một cuộc chiến tranh không quân ở Campuchia có thể giữ bí mật mà vẫn đạt được mục tiêu cắt đứt đường tiếp tế và phá hủy các căn cứ của quân giải phóng. Quan trọng hơn cả là nó có thể buộc Campuchia bỏ chính sách trung lập lâu nay của họ. Và một khi mất dụng căn cứ địa của mình, cách mạng miền Nam bị bóp nghẹt, chiến tranh Việt Nam sẽ kết thúc trong vòng một năm. Hôm đó là cái hôm mà Paris đang vào tháng 2 thì nó còn đương lạnh lắm, mà trời thì mù mịt cứ như thế. Mà ở trong cái nhà ở Soisy-le-Roi là cái trụ sở của đoàn Việt Nam Trung Cộng Hòa đó, thì chúng tôi vẫn cứ đến cái ngày đó thì sang họp. Thì sang họp thì trời mù mịt, mình cứ thấy là một cái con người cứ đi qua đi lại ở trên trước cái phòng họp đó, trong ở bên cái bìa sân mà trước phòng họp đó, thì cứ đi qua đi lại. Chúng tôi biết là anh Lê Đức Thọ, người của Lê Đức Thọ đấy. Thế thì các cái đoàn của đoàn miền Nam đó là cứ lặng lẽ như thế, là đi biết cái tình hình nó rất căng. Sau Campuchia, đến lượt các căn cứ kho tàng tại Lào được đưa vào tầm ngắm của Mỹ. Hơn ai hết, họ hiểu rằng muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến này, phải cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, tuyến đường dẫn chuyển huyết mạch hậu thuẫn cho cuộc kháng chiến của quân dân miền Nam. Những tháng cuối năm 1970, tình báo Mỹ phát hiện các hoạt động hậu cần của quân giải phóng ngày một gia tăng tại khu vực Đông Nam Lào. Ước tính có đến 90% lượng quân nhu được chuyển dọc đường Trường Sơn vào ba tỉnh giáp ranh khu vực giới tuyến. Washington cho rằng đây là dấu hiệu một cuộc tấn công lớn của quân giải phóng nhằm vào chính quyền Sài Gòn, và cần phải có một chiến dịch ngăn chặn tương tự như ở Campuchia trên đất Lào, nhờ đó trì hoãn một cuộc tấn công lớn của quân giải phóng trong vòng một năm, thậm chí
có thể 2 năm. Ngày 29 tháng Giêng 1971, Nixon phê chuẩn lần cuối cùng kế hoạch hành quân Lam Sơn 719, bước khởi đầu của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh. Đây được xem là chiến dịch lớn nhất, phức tạp nhất và quan trọng nhất của quân đội Sài Gòn trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam. Ngày 31 tháng Giêng, chính quyền Sài Gòn phát động cuộc hành quân dọc đường chính Nam Lào, thực hiện mục tiêu chia cắt tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ bao gồm 4 pha. Trong pha đầu tiên, quân Mỹ sẽ chiếm vùng sát biên giới và thực hiện các hoạt động nghi binh. Tiếp theo, đội hình dù phối hợp tăng thiết giáp của Việt Nam Cộng Hòa sẽ tấn công dọc theo đường chính về phía thị trấn Sebol của Lào. Căn cứ hậu cần 604 của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong pha thứ ba, các hoạt động tìm việc tại Sebol sẽ được thực hiện. Từ những nguồn tin tình báo quan trọng, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã sớm có trong tay bản kế hoạch chi tiết của cuộc hành quân mang tên Lam Sơn 719. Tương kế tự kế, ta mở chiến dịch đường chính Nam Lào. Binh đoàn 70 đã lệnh cho 3 sư đoàn 304, 308 và 320 vào vùng chiến sự ở Nam Lào cùng với các đơn vị tại chỗ của đoàn 559 chuẩn bị đón địch. Sư đoàn 2 cũng được lệnh hành quân từ phía Nam tới khu vực Sepol. Để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ của chiến dịch phản công, các đơn vị chính quy miền Bắc được lệnh chốt chặt và ém giữ lực lượng để nhử địch tiến về hướng Tây theo kế hoạch. Trung tuần tháng 2 năm 1971, sau khi đón lõng địch và chiến dịch đã không còn yếu tố bất ngờ, Bộ Tư lệnh Mặt trận đường chính Nam Lào chỉ thị cho các đơn vị trong binh đoàn 70 trên hướng chủ yếu của chiến dịch chuyển sang tấn công và đại phá Bản Đông, làm thất bại kế hoạch của địch từ trong trứng nước. Phía quân đội Sài Gòn dù biết chắc đã thất bại nhưng vẫn tiếp tục tiến hành chiến dịch đẫm máu vì những lý do chính trị, như lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc bấy giờ: chỉ cần đến Sebol rồi rút về. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 đánh ra đường chính Nam Lào của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã nhanh chóng biến thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn chưa từng có, với hơn một nửa quân số bị thương vong. Đây là một trong những chiến dịch phản công mẫu mực và chiến đấu đẹp nhất, ít hao người tốn của nhất trong số các chiến dịch của Việt Nam mà chúng ta tổ chức từ trước tới nay. Một cái chiến dịch phản công của đường chính Nam Lào đánh quy và làm cho cái Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ Ngụy nó bị một cái gần như sụp đổ, cái đoàn cực kỳ choáng váng, và nó để lại một cái dư chấn với cái đội ngũ sĩ quan trẻ của quân Ngụy, một cái vết thương sau cái chiến dịch đường chính Nam Lào. Chiến dịch phản công đường chính Nam Lào đánh dấu bước phát triển mới về chiến thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không giống như bất kỳ trận đánh nào trước đó, quân đội ta đã từ bỏ chiến thuật cũ và tiến hành phản công theo kiểu chiến tranh quy ước truyền thống. Lần đầu tiên, ta mở các đợt tấn công lớn bằng bộ binh với yểm trợ của thiết giáp và pháo binh hạng nặng, đè bẹp các vị trí của quân đội Sài Gòn. Sau 52 ngày đêm của chiến dịch, quân và dân ta phối hợp với quân dân nước bạn Lào đã đánh tan cuộc hành quân Lam Sơn 719, giành thắng lợi vang dội trên chiến trường. Cuộc thí nghiệm đầu tiên của chương trình Việt Nam hóa đã thất bại thảm hại. Chiến dịch Lam Sơn 719 làm tiêu tan những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn và phá tan sự tự tin đã được xây dựng trong 3 năm trước đó. Nhà lý luận quân sự Brian Jenkins gọi đây là một thảm họa lớn nhất của quân đội Sài Gòn.
Còn với Alexander Haig, Lam Sơn 719 tiêu diệt thành phần tinh túy của quân đội Nam Việt Nam và có hậu quả trầm trọng và tai hại hơn người ta nghĩ lúc đó. Khi cuộc hành quân Lam Sơn 719 bắt đầu, hai đoàn đàm phán của ta tại Paris đã lên án phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa và tẩy chay hội nghị trong suốt 2 tháng xảy ra chiến sự. Đổi lại, những hoạt động ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân bên lề hội nghị được đẩy mạnh. Đây được xem là kênh thông tin tiếp xúc và thăm dò dư luận để chuẩn bị cho những đòn tấn công ngoại giao tiếp theo của hai phái đoàn ta. Đến thời điểm cuối năm 1971, phía Mỹ gần như đã từng bước nhượng bộ những điều kiện của ta trên bàn đàm phán, bao gồm cả điều kiện then chốt Mỹ ra ta ở lại, nhưng thời hạn rút quân và tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam vẫn còn là một tranh cãi lớn giữa hai phía. Tất cả những cái điều cần thiết mà cần nói mà tấn công Mỹ mình đưa ra các lần trước cả rồi, bây giờ còn cái gì nữa? Còn cái gì mà đưa ra, còn cái gì dùng sức mạnh để tấn công, để mà tạo sức ép ở cho trong dư luận Mỹ nữa? Thì chúng tôi mới nghĩ tới cái chuyện thôi, bây giờ là nhân dân Mỹ đã quan tâm đến cái tù binh. Thì ta bắt hơn mấy trăm tù binh, mà tù binh là cái gì? Tù binh là con ông cháu cha cả, toàn là con tướng tá, chứ không phải con lính được đi, được lái máy bay đâu, lái B-52 lại đều là con tướng con tá cả. Thế thì chúng tôi mới đưa ra cái tuyên bố là Mỹ phải rút, đến ngày kia Mỹ phải rút, ngày Mỹ rút hết quân là ngày thả hết tù binh. Không thể thắng trong cuộc đấu lý đấu trí trước những người Việt Nam kiên trì và bền bỉ tại bàn đàm phán Paris, Nixon bắt đầu trò chơi ngoại giao bóng bàn. Ông cô lập Việt Nam với các đồng minh lớn. Trong Không hòa bình chẳng danh dự, giáo sư Larry Berman viết: đối với Nixon và Kissinger, lá bài Trung Quốc và chính sách Việt Nam hóa hợp vào với nhau tạo thành một thỏa ước. Theo đó, Hoa Kỳ có thể rút quân và miền Nam vẫn còn đứng vững. Đó là cách Nixon nhớ về hội nghị Geneva năm 1954. Tháng 7 1971, Kissinger bắt đầu những chuyến bay bí mật đến Trung Quốc, mở đường cho chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Trung Quốc vào tháng 2 1972, đánh dấu sự thay đổi cục diện thế giới, trở thành một sự kiện quan trọng của ngành ngoại giao thời hiện đại. Các ông gần đây cũng đã chạy về rất nhiều chỗ này chỗ khác để mà tìm ra một cái giải pháp, nhưng mà các ông nên hiểu rằng đây vấn đề là vấn đề quốc Việt Nam ở diễn ra ở trên đất nước Việt Nam, thì chỉ có tại cái bàn thương lượng này thì chúng ta mới có thể tìm ra được một giải pháp, chứ không phải đi chạy chỗ này chỗ khác. Và nếu ông còn đi theo con đường đó, ông còn thất bại. Nói như thế thì người ta nên nói Kissinger cũng phải nói vâng, chúng tôi cũng đồng ý như thế, tức là vấn đề Việt Nam thì phải giải quyết ở trên cái bàn thương lượng này. Năm 1972, trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ, một lần nữa thời cơ lịch sử lại xuất hiện để tạo thế và lực cho ta khi bước vào giai đoạn đất rút của đàm phán Paris. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định mở chiến dịch xuân hè 1972 trên toàn chiến trường miền Nam. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã huy động rất nhiều tân binh cho trận quyết chiến này. Rất đông những người lính lên đường vào mùa hè 1972 là những thanh niên ưu tú từ 30 trường đại học cao đẳng lớn của Hà Nội. Theo ước tính của Spencer Tucker, tổng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam huy động trong chiến dịch này lúc đầu là 14 sư đoàn và 26 trung đoàn độc lập, bao gồm khoảng 120.000 quân, 1.200 xe tăng và xe bọc thép. Đây được xem là cuộc tổng tấn công chiến lược với quy mô lớn nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam của quân dân ta. Kế hoạch này được thực hiện bằng các chiến dịch hợp đồng binh chủng trên 3 hướng chiến trường trọng điểm: Trị Thiên Huế với chiến dịch Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên với chiến dịch diễn ra tại Đắc Tô, Tân Cảnh, Kon Tum; Đông Nam Bộ với chiến dịch Nguyễn Huệ, đánh Lộc Ninh, Bình Long, dọc theo đường 13
Chiến dịch xuân hè 1972 chính thức mở màn từ ngày 30 tháng 3. Tại mặt trận Trị Thiên Huế, các đơn vị của ba sư đoàn 304, 308, 324 phối hợp với 4 trung đoàn địa phương quân, 1 trung đoàn quả tiễn, 4 trung đoàn pháo binh, 3 trung đoàn chiến xa và 2 trung đoàn độc lập bất ngờ vượt giới tuyến, tấn công trực diện vùng Cam Lộ, La Giang, Hải Lăng và thành phố Quảng Trị. Lực lượng phòng thủ của Sài Gòn nhanh chóng bị vô hiệu hóa dù chiếm ưu thế về quân số, với hơn 40.000 quân chính quy và hơn 100.000 quân địa phương. Quân đội Sài Gòn bắt đầu những đợt tháo chạy hoảng loạn khỏi các vị trí phòng thủ. Trung tá Phạm Văn Đính, chỉ huy Trung đoàn 56 Việt Nam Cộng Hòa, ra hàng cùng 1.500 quân mà không kháng cự. Đến ngày 1 tháng 5 năm 1972, lần đầu tiên Quảng Trị, một tỉnh ở miền Nam, được hoàn toàn giải phóng. Sự kiện này đã gây rúng động cả thế giới. Cả tiểu đoàn sẽ tập trung đánh giải phóng cái phía đông của Quảng Trị. Thì dưới này bọn tôi giải phóng toàn bộ cái huyện Triệu Phong và Hải Lăng. Thì trên này là các đơn vị bạn là sẽ đánh giải phóng cái thị xã Quảng Trị. Tức là tập trung giải phóng Quảng Trị nhưng bằng cách là đánh bóc vỏ hết bên ngoài rồi làm cú chót vào. Nhưng cuối cùng là khi mà bọn tôi giải phóng xong Hải Lăng thì đến ngày mùng 5 tháng 5 thì bọn tôi làm hết cái Hải Lăng luôn. Chỉ vài ngày sau khi cuộc tiến công tại mặt trận Trị Thiên mở màn, ngày 5 tháng 4, các đơn vị của Sư đoàn 5, Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9, bộ đội chủ lực miền cùng một số trung đoàn độc lập của quân giải phóng đã vượt biên giới từ Campuchia tấn công tỉnh Bình Long ở phía bắc Sài Gòn. Quân ta nhanh chóng đánh chiếm Lộc Ninh ngày 7 tháng 4 và bao vây An Lộc từ ngày 13 tháng 4. Quân đội Sài Gòn đã không thể tự giải quyết được cuộc chiến trên mặt đất. Ngay lập tức, không quân Mỹ được huy động thiết lập hệ thống hỏa lực hủy diệt cực mạnh để hỗ trợ cho đồng minh. Dấu vết duy nhất còn sót lại của trận đánh khốc liệt vào An Lộc năm 1972 là ngôi mộ tập thể 3.000 người đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Suốt 32 ngày đêm, từ 13 tháng 4 đến 15 tháng 5 1972, phía Mỹ và Sài Gòn đã tập trung vào đây mọi hỏa lực có thể, kể cả máy bay B-52 thả bom rải thảm, cày nát mặt đất. Những quả bom ấy đã rơi trúng vào bệnh viện thị trấn An Lộc, nơi mà phần lớn nhân dân tập trung đánh đạn pháo, và kể cả lính địch bị thương đang điều trị tại đây, khiến hàng ngàn người chết, nhà cửa hư hại. Địch dùng xe ủi, ủi bốn rãnh lớn, chôn các xác chết sau khi gom lại, hình thành ngôi mộ tập thể trên 3.000 người. Những tin tức thắng lợi từ mặt trận của quân dân ta đã củng cố ưu thế của Việt Nam trên bàn đàm phán Paris. Richard Nixon trong hồi ký đã viết, đây là giai đoạn ông thật sự nghĩ đến việc từ chức. Và điều ngăn cản ông ta không thực hiện hành động này chính là câu nói của Henry Kissinger: không thể cho phép Bắc Việt hủy hoại hai đời tổng thống. Tướng Abrams cảnh báo Kissinger rằng với đà thắng lợi của quân giải phóng, quân đội Sài Gòn sẽ mất tinh thần chiến đấu và tất cả có thể bị mất hết. Còn tướng Cao Văn Viên phải cay đắng thừa nhận, cuộc tiến công năm 1972 của đối phương đã làm nổi bật lên một cách bi thảm nhất sự yếu kém cơ bản của quá trình Việt Nam hóa chiến tranh. Để trả đũa và đồng thời giải tỏa áp lực từ cuộc tấn công trên bộ của quân giải phóng trong xuân hè 1972, Nixon đã khởi động lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam với sự gia tăng mức độ ác liệt, dữ dội so với thời Lyndon Johnson. Tham mưu trưởng Hanneman ghi lại, Tổng thống huy động một lực lượng tấn công hùng hậu. B-52 lần đầu tiên được sử dụng để oanh tạc Bắc Việt. Đây là vấn đề sống hay chết. Bắc Việt đã dồn hết tài nguyên của họ vào cuộc tấn công này, và Nam Việt Nam cũng dùng gần hết khả năng của mình để chống đỡ.
chúng ta cũng làm gần hết mọi việc chúng ta có thể làm. Đưa việc đem quân Mỹ vào, tổng thống quyết định đẩy chiến dịch oanh tạc lên một mức rất cao và định giữ ở mức đó. Chúng ta sẽ triển khai cuộc công kích này đến bàn hội nghị trong vài tháng tới, và chúng ta có thể đạt được một thỏa ước vào mùa hè. Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai có rất nhiều điểm tương đồng so với kế hoạch dịch đá đã bị hủy bỏ trước đó. Nixon và các tướng lĩnh Mỹ đã tỏ ra hối tiếc vì không thực hiện hành động leo thang chiến tranh này ngay thời điểm chính quyền Nixon mới lên cầm quyền, để sớm đạt chiến thắng như họ mong muốn. Trong các cuộc oanh tạc của không quân Mỹ, 4 chiếc tàu của Liên Xô neo đậu tại cảng Hải Phòng đã bị trúng bom, nhưng Liên Xô quyết định giữ im lặng để mở đường cho cuộc gặp gỡ lịch sử nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ. Tháng 5 năm 1972, Hội nghị Thượng đỉnh Xô-Mỹ khai mạc, đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ phá tan tảng băng chiến tranh lạnh. Trong chuyến đi này, Nixon không quên thông báo lập trường và sự nhân nhượng chính thức của Mỹ trên bàn đàm phán Paris, bao gồm cả việc chấp nhận một hội đồng bầu cử 3 thành phần gồm chính quyền Sài Gòn, mặt trận và các phần tử trung lập trong vấn đề tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam. Chiến dịch xuân hè 1972 đã đưa đàm phán Paris đi vào giai đoạn thương lượng thực chất vấn đề. Trong năm 1972, nó đã tạo ra cho chúng ta một cái thế mạnh về lực, thế mạnh về quân sự, thế mạnh ở chiến trường để mà có thể thúc đẩy những cái vấn đề của đàm phán chứ phải không? Và đó chúng ta để chúng ta thấy được là trong vấn đề điều hành cái cuộc chiến tranh vào giai đoạn cuối, mặc dù là dùng cái hiệp định, lấy cái sân khấu hiệp định nó như là một cái sân khấu để phô diễn ra tất cả những cái đối sánh của hai bên trong cuộc chiến. Tư tưởng của bác đã nêu từ trước, đối thủ của mình rất lớn là Mỹ, vừa mạnh vừa lớn, siêu cường, là nước mạnh nhất, lớn nhất thế giới, đứng đầu phe tư bản chủ nghĩa, có bom nguyên tử, có kinh tế đứng đầu thế giới, chiếm đến phần ba, hơn phần ba đến lúc đầu của đến gần 50% nền kinh tế thế giới. Thế thì mình đối chọi một cái đối thủ như thế thì mình phải biết cách đánh, biết cách đánh, và bác đã vạch ra cái hướng cơ bản thắng Mỹ là nó rút về thôi. Trong quá khứ, nghệ thuật vừa đánh vừa đàm đã được ông cha ta vận dụng nhuần nhuyễn và khéo léo để làm an lòng nước lớn, góp phần tạo nên một nền thái bình bền vững qua các triều đại lịch sử khác nhau, từ Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi đến Quang Trung, vân vân. Nhưng việc kết thúc chiến tranh chỉ thật sự trở thành hiện thực khi quân dân ta giành được một thắng lợi mang tính quyết định trước đối phương. Như câu chuyện truyền thống đại thắng quân Tống trên sông Như Nguyệt của quân dân Đại Việt thời nhà Lý. Khi quân xâm lược bị tiêu diệt hơn quá nữa và bị dây chặt trong tình thế khốn đốn, Lý Thường Kiệt mới sai sứ sang sông để đàm phán, chấm dứt chiến tranh và mở đường cho quân Tống rút về nước. Đến thời đại Hồ Chí Minh, một lần nữa, truyền thống đánh đàm lại được áp dụng ở một tầm cao mới. Nhưng chiến tranh cũng chỉ thật sự kết thúc khi quân dân ta đã giành được những thắng lợi quyết định, như lời tiên đoán của Bác Hồ từ nhiều năm trước rằng Mỹ nhất định thua, nhưng chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội.